Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một phép thử đối với một người trẻ em và một người phụ nữ đối với đồng tiền để kiểm tra cái khả năng kháng của họ lại với cái sức mạnh đồng tiền với ma lực đồng tiền như thế nào. Xem ai có thể chịu đựng được cái sự cuốn hút của đồng tiền không? Có bị lung lay bởi giá trị đồng tiền không? Chúng ta bắt đầu nhá. Và đây đây trên tay mình đang nằm một cục tiền. Ở đây thì cũng không đến 10 triệu, toàn từ 100.000, và cái số tiền này thì không phải tiền của mình, đây là công của vợ mình. Người ta thường nói là của chồng công vợ mà, nên là công vợ thì chỉ có vợ kiếm ra, vợ có công, nên mình coi như không phải tiền của mình. Ok, và lần đầu tiên tôi sẽ làm phép thử này với một người trẻ em nhé. Chào con. Ừ, đây là tiền, con có thích không? Con có muốn lấy không? Tại sao nhìn thấy tiền mà con không sáng mắt lên? Con đang sáng mắt lên đây. Hứa rứa. Dạ. Rồi hỏi con có muốn lấy tiền không? Có. Nếu lấy tiền ở đây nhiều lắm đó. Dạ, nhưng hoàn toàn 10.000 thôi. Hoàn toàn 10.000 đồng thôi. Đây 10.000 đồng à con, có phải không? Con cầm Có. một tờ con đọc xem. 100.000 đồng. Đây là 100.000 đồng. 100 đời. Nếu cho con có lấy không? Có. Nên bố hỏi con ở đây con muốn lấy bao nhiêu? Con lấy một tờ. Muốn lấy một tờ thế à? Thế nên bố cho hết con không lấy à? Tại sao? Con sợ bố hết tiền xong bố không được đi làm nữa. Thế nếu con lấy một tờ thì con sẽ làm chi với tờ ní? Con thử cầm một tờ lên. Rồi, bây giờ con nói cho bố nghe, nếu mà con có một tờ tiền như thế này thì con sẽ làm chi với hắn? Con sẽ cho mẹ. Tại sao con lại cho mẹ? Tại vì con thương mẹ. Thế con thương mẹ, thế con có thương con không? Có. Nếu nếu vậy thì cho con đi tiêu dùng thì con sẽ mua sắm cái chi? Đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt là những chi? Cà rốt, rau. Bắp cải. Rồi chín à? Măng. Đó là Cá. thức ăn chứ không phải đồ ăn vặt. Không phải. Thức ăn đưa về còn phải nấu nữa, nấu chín ra mới ăn được. Thế ví dụ đi học buổi sáng con không muốn mua cái chi ăn à? Có. Nếu rồi thì con sẽ mua cái chi? Con sẽ mua xôi bát. Con muốn mua thẻ liên quân Thẻ Liên Quân, mua thẻ Liên Quân về để làm chi? để đập. Rất là mua được cái nó là một ngày thì hết mất hết tiền thì đang. Tại sao con không muốn lấy hết cả đi để mua được cho nhiều? Không, tại vì con sợ bố hết tiền rồi xong bố đi làm được. Hết tiền thì bố vẫn có thể đi làm kiếm thêm tiền mà. Con sẽ lấy cái gì để con mua thẻ lên. Thật à? Thật con mua cái thẻ liên quân. Nên nếu cho con tất cả con có lấy không? Vẫn là không lấy à con? Rồi, cảm ơn con trai nha. Con trai thật biết yêu thương bố mẹ, yêu con cái. Rồi. Ở đây mình sẽ làm việc với phụ nữ. Đây chuyện đấy. Nếu cho mày kiện hết có lấy không? Cho hết có lấy không? Em xin. Hả? Có chi. Lấy để làm chi đâu mà lấy nhiều đó. Rồi không để cho chồng con một ít mà. Thì bố cứ lấy một ít đi rồi từng mua thì đưa cho mẹ hết. Lý do Thì mẹ chi tiêu. nên làm chi Thì làm chi làm. nè. Tiền của chồng là của vợ, còn tiền của vợ là của vợ, nghe chưa? Của Đưa đây. Tiền của chồng là của vợ, còn tiền của vợ là của vợ, nghe chưa? Đưa đây. Của con. Rồi, mọi người thấy chưa?
Phụ nữ là đứa, người lớn phụ nữ trưởng thành rồi đấy, thực sự rất nguy hiểm. Cho nên là qua cái clip này chúng ta sẽ thấy rõ là bản chất của phụ nữ nó nguy hiểm như thế nào. Đúng là cái ma lực đồng tiền đó, phụ nữ không thể cưỡng lại được, đúng không?